Dạ, con sang Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn, mời cô chú các bạn giao lưu. Hôm nay là mai tàng của chú mà như hồi luôn ha, bây giờ để kiểu đi thú. Dạ, này giống như là hướng viên thường chậu thôi chứ không phải giả hướng viên thì giống thường chậu thôi chứ chỉ cành đều bướng này để bướng mô đất rồi. Dạ, clip mất thời gian của chú mình xem ha, mình hãy tiếp chỗ anh mang chứ mắt mình vô pho trước rồi mới dây chiếc cành sau. Rồi chào anh Mai. Rồi em chào anh Linh ha. Dạ. Rồi em xin mến chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em có về được một lô mai vàng gồm 8 cây phôi và 4 cây mai tàng đẹp nha. Đế đẹp không nha cô chú. Thì em giao lưu qua số điện thoại của em là 0939048121. Em tên Mau ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ. Dạ rồi thì đầu clip em vô phôi trước nha cô chú. Vô phôi trước. Phôi trước cây mã số 1 ha. Là một cây dáng bay ha. Một cây dáng bay chỉ cành đều. Bay cốt cành thì đóng là rất là đều luôn ha. Dày đặc luôn. Thân của nó thì nó xù 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 nung nung nung. Nó bể ra lùi xù cục cục ha. Rất cây là già. Lên lên xù xù cục 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 nung nung bể nát. Dán bay nha cô chú. Rồi em cho cái chiều dài ha. Tổng chiều dài tới vị trí là 113m13 hả cô chú? 1m13 chiều dài, chiều bay. Cái này chiều bay chỉ cần đầy đủ điều. Này dán bay sẵn từ nhỏ. Đó, cho hoành. Rồi, cho hoành luôn ha. Hoành em đo lại ở trên này đi ha. Dướng lùm trên đo lại chỗ nhỏ nhất đi. À, được 29 á cô chú. 29 là em đo trên ha. Ở đây mình lòn vô không được. Cái đít nó chà bá nè. Nó sát quá. Trời giá vô luôn. Rồi cây mã số 1 ha, cây mai dáng bay này em giao lưu với cô chú là giá 2.3 triệu. 2.3 triệu cây số 1. Rất là đẹp cô chú ơi. Một cây dáng bay. Cốt cành đều hết trơn. Này chơi ghi được. Rồi phép đổi cây luôn. Tại mai loại này là mai loại dảo. Nào tiếp kêu nói. Rồi. Một cây dáng bay nữa luôn. Tiếp theo cũng là một cây dáng bay nữa cô chú ơi. Cặp ha. Có cặp bay này cũng đẹp đó cô chú. Cỡ với nhau, nó chiều dài nó cũng cỡ nhau. Gốc này mày xù xù bể xù hết nè, bể da me hết nè, chùm da me là giáp vậy. Ở dưới đây nó có cái chỗ này nó bể da trước nha cô chú, giờ nó kéo ha, nó thịt đỏ không nè, đỏ tư à. Này ngón tay màu để là khá khá cây dáng bay này muôn cặp được, chơi cặp luôn ha. Cây này thì lớn hơn cây kia, cành cũng đều. Cành sâu luôn. Rồi cái này chiều dài là 1m2 luôn cô chú ơi. 1m2 ha, rồi sẵn em đối hoành luôn đi. Rồi hoành vị trí này nó tới 36 ha cô chú. Dạ, hoành 36. Cũ là 49. Rồi giá vô luôn. Rồi cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú là giá 2.7 triệu. Dạ, 2.7 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ha. Cây số 2, dáng bay. Dạ, em đổi cây luôn. Còn số cây quái nha cô chú. Rồi, cây mã số 3. Số 3, chìm chìm cho nó ấy này chứ. Cây này hai thân hết cô chú. Cây phu thê ha. Phu thê hai thân. Cốt cành này nó đều hết trơn ha. Cây này mau lập tạng luôn. Mau kính tạng. Đế rất là đẹp nha cô chú. Đế khéo nó bấu bấu chứ không. Nó hơi đen chút mà chứ đế không à. Đế đặc sệt luôn. Đặc sệt luôn nha cô chú. Đen gì luôn. Không có trống chết nào á. Nó khéo đế nó bấu xuống không.
lực luôn, đẹp luôn, gốc nở luôn, để ta to mà. Hồng ghé bự bự không? Đặt rồi, cho chiều luôn. Cao ha, chiều cao là cây lớn 1m1 ha. Chiều cao cây lớn, chiều cao cây thấp. Cái thân cây thấp này 74, làm cho hoành luôn. Cây nở to bự bự. Cây này nở. Mình vị trí này 34 hả cô chú? Mình đang thế này nghe cô chú các bạn. Dạ. 34. Này nó chạc xuống bự nữa. Còn nguyên cái bệ thịt ở dưới này là không có đo. Đúng rồi. Đây đặt sệt bự bự không? Cái đường kính bầu của nó là 50. Chị chanh đầy đủ rồi. Rồi dép luôn cây số 3. Rồi cây mã số 3 ha, em giao lưu với cô chú là giá 3 triệu luôn. 3 triệu cái số 3. 3 triệu cô chú ạ. Cô chú chị nghĩ cái nào hay tiếp cho nó. Quên ở đây nó có cái nhánh này, nó có cái lỗ sau đục thân nó ăn nha cô chú. À, nó sâu nó chết nó lâu lắm rồi, nó còn cái nhánh nó còn cái lỗ. Dạ, rất là đẹp. Cây luôn. Theo cái số 4. Cái này hơi nặng. Quá nặng. Đó. Bầu bự không? Số 4 của chú ơi. À? Nó hơi nghiêng tí. Chị chim. Số 4 chỉ cần đầy đủ. Cây to. Số 4 là cây trực nha của chú. Cốt cạnh nó đóng rất là khéo ha. Bỏ qua bỏ lại, bỏ qua bỏ lại hết nha. Mấy cái nách nó bể với bể sù rồi nha cô chú. Nó mới nứt lên. Một cốt nha, đế thì nó cũng khéo đế. Đế cũng khá, một phải hiểu được cái sổ. Bự gãy bự bự thường thường mà bự đều đều. Cây dáng trực rất là đẹp. Dạ, chạy thông số. Rồi, chiều cao đó tới vị trí này là 89 ha. Chiều cao 89. 89. Cho cái hoành luôn ha. Hoành trí này 28 ha. Đây, 28. Này bầu đế bự bự không? Đường kính bầu là 53. Cây đẹp của chú ơi, cây mã số 4 ha. Cây dáng trực ha, cây này lập tàn mau lắm. Dừa để khá đấy nha. Chứ không đẹp để khá. Rồi giá luôn. Rồi cái mã số 4 em giao lưu với cô chú là giá 1 triệu 8 nha. Dạ, 1 triệu 8. 1 triệu 8 cô chú ơi, cây cốt cành đẹp. Dạ, phép đổi phôi luôn. Chỉ cành nó đều to. Theo cây số 5. Cái này chỉ cành cũng đều đẹp luôn. Số 5 cô chú ơi. Số 5 với số 4 này mình chơi cặp cũng được ha. Chim hơi cao hay nghiêng. Hơi nghiêng hả? Dạ. Cây này trực thẳng luôn nha cô chú. Thẳng băng luôn ha. Cốt cành này nó đóng như sắp. Cốt cành to to. Cân đối với cái cây luôn. Một cốt thẳng. Qua mưa quá trời này sáng nắng. Đế này thì nó nở thành củ. Cây này củ nở rất đẹp nha cô chú. Đế lực không ha. Đế là không có chấm ha. Gối vô. Này có ghê lót đầy đủ luôn. Lót đây thì đẹp. Nở đế bự. Chì cành. To đầy đủ luôn, không bị vàng thôi chứ. Rồi, cho chiều cao nha. Chiều cao tới đây là 1m đúng. Dạ, chiều cao 1m. Cho cái hoành luôn. Hoành vị trí này là 32 hả cô chú. Nó hơi chạc nở, khó đo hả cô chú. Hoành 32. Cái này cũ lớn. Cũ là 84. Ý 65 chứ quên. Cũ 65. Lộn ngược thước.
giá cho nuôi. Rồi cây mã số số 5, cái này em giao lưu cô chú là giá 2,5 triệu. 2,5 triệu cây số 5. Cây trực rất là đẹp cô chú ơi. Cô cho lại số điện thoại luôn. Rồi số điện thoại của em là 0939048121, em tên Mao. Để gặp phép lỡ cây luôn. Thì cô chú anh chị nghĩ cái này hàng tiếp trên Mao cho anh. Không mai gì. Đây tiếp tục một cây quái bonsai sai luôn. Cây này quái luôn cô chú ạ. Quái rất đẹp ha. Cái mã số 6 nha cô chú. Phô quái luôn, chỉ cành. Rất là quái luôn ha. Cô chú anh chị mình quái. Để cành này cũng được ha, không mình tán ngang đây ha, tán ngắn lại là nhìn nó giót nhỏ xíu luôn ha. Rất cây. Để sổ cũng đặt luôn, to đều, gốc nở. Củ nở luôn, cây này mình chơi củ ha. Trồng do. Ăn gọn nha, lùng lùng. Dạ. Chiều cao em đo gì là 39. Cái cành phóng phóng gì là 34. Chiều cao 39. Rồi em đo hoành luôn đi. Sáng nắng quá nắng. Hoành 35 của chú ơi. Hoành 35. Xét cái đây 42 của chú. Nó cũng nạt không à ha. Chỗ nào nó cũng nạt không à. Xét 42. Xài cái quái đẹp luôn cái gì đặt luôn rồi giá luôn rồi cây sao mã số 6, cái này em giao lưu của chú là giá 3,5 triệu. Rồi 3,5 triệu cây số 6 bự nha, to lực với quái cái cành đầy đủ luôn. Đây gọi phép đậu thôi luôn. Phôi số 7. Tiếp theo là mã số 7 ha cô chú. Còn lắc. Cây này thân lắc ha. Chị cành đầy đủ đi. Chị bên này chút. Cây này cốt cành để đóng đều ha cô chú, nhịp nhàng luôn. Đúng rồi, cốt cành to đều. Sát sát không? Để nơi sổ. Cũng cao. Cũng đặc luôn. Nở cũng to to. Đây co lắc nữa chứ nào. Lắc, trượt lắc. À, cho cái chiều cao ha. Chiều cao em đo thẳng xuống tới mặt bầu gì đi ha. Là được 70. 71, 72 vậy. Cái đấy sổ nó được 23 ha. Sổ 23. Đó hoành luôn. Rồi hoành vị trí này nó được 32 đi ha. Hoành 32. Cây khéo khéo ông cô chú ơi. Đường kính bầu nó được 47. Cây này khéo, để ok, đẹp. Chỉ cành to, đầy đủ, đều. Cái này cũng lực nha, nhìn lực. Rồi giá cho luôn. Rồi cây mã số 7 này em giao lưu với cô chú ha, là giá 2,5 triệu. Cây mã số 7 nha cô chú. 2,5 triệu cây số 7. 2,5 triệu cho mã số 7, em bao ship toàn quốc ha. Thì cảnh có đầy đủ. Dạ, em đổ thôi. Không tiếp luôn. Cây này bẫy sù nách thì xa thấy bẫy sớm bẫy nhiều. Cây này cây trực luôn cô chú ơi, cây trực ha, đế quái luôn, có sù luôn, bẫy sù nách ha, đế quái, đế quái ha, nó hai lớp ha, lớp trên nó cao ở trên ha, mà nó bỏ nó bấu xuống không hay cô chú, nó không có bị lỗi ha. Để nó sao này ngồi gì vui chưa luôn này hai bên luôn. Dưới lớp dưới ghế dưới con to bự. Bể xuống nách nha, hết trơn rồi nè. Đều đấy. Bể đều cây cho ha, từ dưới dài dài lên mấy nách đều hết luôn. Nó đang lên rất mạnh hả cô chú. Vì mình chăm cây khỏe là nó lên mau lắm.
Dây cành này đều thứ gì một cốt thẳng. Đế thì bắp bắp nó to nhìn nó lực. Đế to bự. Không? Bấu xuống như con cua. Ừ. 3 4 cộng rễ, 3 rễ nó bằng cái ăn một thằng. Vừa. Chiều cao. Chiều cao em đo tới đây là 86 nha. Chiều cao 86. Cái đường kính bầu là 50. Rồi em cho cái hoành luôn đi. Hoành vị trí này 30 đúng luôn nha cô chú. Dạ, hoành 30. Này hay. Một cốt nha cô chú. Cốt cành đều hết. Quá nắng à. Rồi giá luôn. Rồi cây mã số 8. Cái này em giao lưu là giá 2,6 triệu của chú ơi. Cái này bể xù luôn à. 2,6 triệu. 2,6 triệu ha. Đế quái, đế khéo. Mày gì? Bông bắp bắp, lực 2 lớp. Cho phép mình đổi phôi luôn. Rồi, tới mai tàn nha cô chú. Tiếp theo là mai tàn nha cô chú. Cây này cây quái ha, co lắc ha, cây một cốt luôn. Này các bạn quay em để nó hơi nghiêng rồi chỉnh lại không được nha cô chú, chỉnh lại nó lật. Cô chú về trồng thì mình chỉnh cây nó ngay lại ha. Này vẫn chật lắc ha, chỉ cành đều tứ diện luôn. Chỉ cành thì thôi, dày xương dày kẹo hết chứ. Lô này là bông 5-9 cánh ha, 12 cánh cũng có luôn nha cô chú. Để bắp sát gạt ha. Đấy là nó gom vô không ha. Nguyên củ rất là khéo. Nó bấu xuống không? Này mình còn khai thác xuống được nha cô chú. Mình trồng là khai thác xuống bình thường ha, nó bấu xuống không? Này đặt như củ đế đặt luôn. Sẵn ở gần mình đo hoành luôn đi ha. Hoành vị trí này ha 35 yếu ha. Củ trên. Củ là 48 ha. Chỉ cần đều tứ diện của chú mà. Gan luôn, tại cái chi cành đẹp để luôn. Xương nó dày lắm rồi chú ơi. Kẹo hết trơn ha. Xương dâm kẹo nẹo hết trơn. Chiều cao chắc ngang lắm. Cái này chiều cao chắc 2 mét của chú, 2 mét hơn ha. Cái nó mét rưỡi. Hơn 2 mét. Hơn 2 mét. 2 mét 2 á. Rồi tán ngang nó cũng tầm 2 mét luôn đi cô chú ơi. Cao 2 mét nha, 2 mét. Chỉ cần đều tứ diện trực lắc. Ăn này lắc lắc. Để khá đẹp luôn. Gom mình củ to bự. Để nguyên củ luôn, trồng do luôn. Rất là khéo. Đắt thêm thoát thân cũng thấp luôn, đầy đủ. Rồi lưu giá cái này luôn. Rồi cây mã cái này cây số 9. Em giao lưu với cô chú là giá 6,5 triệu ha. 6,5 triệu mấy cái tàn em bao ship cho cô chú 200 km ha. Tàn từ cái ship dạ. Cao nặng. Dạ. Không kênh. Xa thì nếu mà gửi bưu điện được thì em gửi ha. Mà ở xa là cô chú anh chị mình phụ phí tiếp phí ship cho em ha. Xương cành rất là đều đều ghen luôn mà tàn cũng tròn do để nhịn lực cũng khá là đều luôn, gom hình phụ những cái lực cây cô chú nhìn thấy không? Mua cái này thì mau chơi bông. Cái này là về là Tết mình chơi luôn được nha cô chú. Về là cứ để ra lá là Tết là có bông chơi là phà luôn. Để tắm này có sẵn luôn đầy đủ. Cho phép mình đổi cây luôn. Rồi qua cây số 10. Số 10 ha cô chú. Một
phải càng lực lực. Cây số 10 ha, cây này còn khéo hơn cây kia nha cô chú. Cây này có cái dáng nó hơi bài ha. Bài. Cái thân nó hơi bài ha, cây này cô chú anh chị mình dướng. Cái dáng hơi bài. Ngay đó mình trồng cắm xuống bay cũng được. Nghiêng xuống chút nữa là rất đẹp nha cô chú. Nghiêng xuống ha là nó nguyên cái co lắc nó đây nó ẹo qua nó bay nhìn rất là đẹp luôn. Mình trồng nghiêng xuống chút xíu nữa ha, để là nó bỏ xuống không à, cứ nghiêng thoải mái luôn. Hoặc là mình chơi quay hồi đầu cũng được. Này để nào thế nào cũng chơi cũng được. Rất là đẹp luôn, cái dáng nó rất đẹp. Mà cái co rất là gắt. Cốt cành thì cô chú thấy nó đóng nè, dạng xương nó đóng dài 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 lên rất là đều luôn. Đúng là đều gan luôn. Đều gan luôn cái theo cái chiều bay. Đầy đủ luôn cô chú. Cái thân nó thì nó không có thèo dít thì chứ. Không có thèo dít gì hết. Liền do. Để là nó bấu chứ. Thằng nó quái ghê không? Cái này nó lâu lớn cô chú, nó quắn này lâu lớn. Thân cái con này nó lâu lớn. Đấy là cô chú chị thấy nó bỏ xuống không ha? Nhìn thấy không trống? Đó, ở okay, trong, trong này cũng vậy nè, để kẹo cái này. Đặt sợ tới trống mà không có thọt vô được. Không có làm đế xuống được. Đế này hơi viết nữa chứ. Bắp bắp mà đều gan luôn, cái này là rất là đều luôn, đế sổ xuống bắp bắp vừa đều gan. Rồi, em sẵn đây em cho cái quạnh. Đo được không? Khó đo, đo đại trên nè. Thọt vô được ha. Còn có cái lỗ nhỏ nó đại trên này luôn cô chú ơi, trăm mấy anh nè, quá lớn là cái thước là 34 nha cô chú, 34 ở trên này ha, dưới này nó khoảng 35-36 cái này hơi chẹt xuống nó hơn. Để nó gom sổ xuống lực đều gan luôn cô chú, mình phê lắm, bài rất là đẹp luôn. Quên đo cái tàn cành đều. Cái này chiều cao cỡ 1m7 nha cô chú. Chiều cao 1m7. Tán ngang lớn à. Tán ngang cũng tầm 2m cô chú à. Cũng 1m8 thôi. Xương nó dày hết trơn ha. Eo hết trơn. Nguyên cái dàn xương đều gan à. Nó bỏ từ dưới là dài 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 lên rất là đều. Qua điều thì dáng siêu siêu để thì rất là đẹp, để nó đặt hết chứ không thể dứt chứ nó thân nó ok. Đọc kiểu bắp bắp sát sát không sát kẹt luôn, cái gãy dính với nhau sát kẹt dính nhau luôn, dễ lực lực không nha, cái không phải là cái nhỏ nha cô chú. Rồi giấy luôn cái xây số 10 em giao lưu với cô chú là giá 7,5 triệu nha cô chú. Em bao ship 200 km, 7,5 triệu, chạy rất là đẹp cô chú ơi. Cây đẹp thiệt, cái quái, cây này hơi bị độc hay là lạ. Cây này đúng chuẩn cái bay luôn, hạ xuống một chút nữa là chơi cái bay là. Nuôi thời gian sau mà muốn cho thấp thân cao thì mình lấy xuống mình ngồi tránh, đẹp lắm, chụp hình, ngồi kiểu như cái ghế này ngồi chụp hình luôn, có dáng đầy đủ luôn. Nằm cái ghế, cái này thiết kế cái ghế ngồi dựa chụp hình cũng đẹp, thiết kế đi cạnh qua bao la cái ghế luôn đó, phép đổi cây luôn. Rồi tới cây số 11 ha. Số 11 cô chú ơi, cây này là như là nguyên một con quái thú đang nằm nha cô chú. Cái này cô chú anh chị mình không có chơi phong cao, mình chơi cái lùn cũng được ha. Này chi cành đều luôn, một cốt. Lắc lắc qua lắc lại nhẹ. Tàn này em có con xương nhẹ vô hả cô chú? Cho nó đều đều lại ha. Với nó mấy cái nó vượt ra quá mình để mình khó xếp thôi chứ không có. Với hai nữa mình lấy cân đối cái chi cành cho đều lại.
Ồ, có đế quá trời cái đế. Quá trời cái đế luôn, cây này cắt lùng xuống môi xuống đế xuống nữa nha cô chú. Dữ lắm luôn. Nó nằm như là con heo. Ủ ủ lực luôn. Nó bỏ xuống không à? Wow. Rất là đẹp. Mình nó dài, to, bự. Đế thì rất là ok luôn. Rất là ok luôn, thân rất là quái luôn. Kiểu dáng như là da chân đầy đủ. Nó nằm lên, nó ngoái lên ha. Rất là đẹp. Chức lắc chỉ cần đầy đủ điều, lắc nhẹ. Để khỏi chè. Quá chè quýp chứ. Quá chè quýp luôn. Ừ, bư lực. Rồi em cho cái sẵn cho vành lên đi. Gần lực quá trời. Quá trời lực luôn. Đó hai ba vị trí ha, vị trí này 43 ha cô chú. Xích này 42 ha. Nó nhiều vị trí cho cô chú anh chị mình xem nó nâng nguyên khúc này, đây cũng 41 nè ha. Tổng nguyên cái con thú này nè. Nhưng mình thú luôn. 74 ha. Quá trời luôn. Cái đường kính đó bầu là 75 luôn. Con lắc này, cây này không có theo vít chứ mà đẹp, đều giót luôn. Nở, bự. Rất lực luôn. Rồi em cho cái chiều cao ha. Chiều cao này em tính 1m8 thôi chú ơi. Chiều cao 1m8. Rồi tán ngang em tính cũng 1m6 thôi. Là em con nó vô rồi ha. Rồi giá vô luôn. Rồi cây mã số 11. Cái này em giao lưu với cô chú là giá 10 triệu 500 ngàn ha. Rồi 10 triệu 500 ngàn. Cây rất là đẹp cô chú ơi. Nguyên con thú nằm ha. Cây này cô chú mình chơi lùng về mình cắt lùng xuống mình khai thác đế xuống ha. Là nguyên một con nó lòi lên luôn ha. Nguyên một đây, con rất là đẹp. Đế nhìn đẹp sợ như thú, lực luôn. Ông thích chơi phong cao, chơi lùng lực cũng được, không sai. Thích kiểu nào chứ được, quá trời lực luôn, mà chỉ cành nó đầy đủ rồi. Cô chú anh chị muốn chỉ cành nó đều thì những canh nhánh nào bự quá thì mình cắt bớt lại nha, nhánh này thì nó gom lại cái kia là phì lại ha. Dễ chăm sóc. Rồi thêm đổi xe luôn. Ngày mai tất tạng. Dễ mà chơi, mau chơi ha, để đẹp luôn. Rồi tiếp theo mã số 12. Cái này là nguyên một, cũng một bệ đế luôn nè cô chú. Cái này có lắc dài nha. Một cốt ha, cây này nó giót cây lên nhỏ xíu ha. Giót luôn, chỉ cần đẹp đều, đầy đủ luôn. Mình cứ nhìn xem có lắc nè. Có lắc nó dài nha. Mập, giót. Giót nở, giót giót lên luôn. Ồ, cái bắp ghế bự bự không đều đúng ra chân ha. Dưới đây là chống chịu gì có đầy đủ hết ha, lại lực luôn á, ghế lớn luôn á. Để chịu đầy đủ luôn. Để cũng phải chạy chạy không. Đây gốc nó rất là nở luôn chứ, gốc nở vàng vàng cái này cũ quá trời nha. Rồi em đo cái quạnh ha. Mình vị trí này 36 ha cô chú. Cái củ này đặc bự. Cái củ này là 80 luôn nha cô chú. Củ 80. Mình nằm dài nó tới đây là 39 ha. Chiều cao đi. Chiều cao tính 1m8 thôi. Cam 1m8. Rồi tán ngang em tính 1m5 thôi cô chú ơi, 1m5 hơn tính 1m5 ha. Rồi, giấy luôn. Rồi cái mã số 12 này em giao lưu với cô chú là giá 7 triệu. 7 triệu rưỡi chứ quên lộn cô chú ơi. 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi giá sẵn. Giá sẵn. 7 triệu rưỡi cây số 12. Rất đẹp cô chú ơi. Nguyên một bể bãi đế luôn, bự mập to bự.
Rồi cây này cũng cây cú liếp rồi. Dạ, cú liếp. Cây mã số 12 cũng là cây cú liếp em hôm nay hả cô chú? Em cũng rất mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ em clip này hết cô chú. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt cô chú ạ. Rồi, chào mau. Rồi, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Rồi, chú anh chị nghĩ cây số nào liên hệ tiếp cho anh mau giúp kênh. Dạ, rồi, trân trọng kính chào.